Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh của Sơn Gia Ban Hàng Nhật Âu. Hôm nay xin giới thiệu cho các bác em đồng hồ Senco. Nhiều bác không thích đồng hồ nhạc cũng như kiểu tiếng chuông thì đợt này shop cũng về khá là nhiều những cái em đồng hồ vuông vắn kiểu gỗ như này. Em này thì mặt xanh lá cây, phải nói là cực kỳ ít đồng hồ, kể cả để bàn hay treo tường, rất ít khi đồng hồ về có cái màu xanh như này, rất là đẹp. Em này thì kim trôi số nổi rất là rõ trên nền phay, quay cận cảnh cho mọi người nhìn. Và em này được làm các họa tiết ở đây, được nhấn kính, được họ làm những cái điểm nhấn mạ. Em này thì được làm cái đường bạc này rất là đẹp. Nói chung là cái mẫu đồng hồ này đáng để chơi. Nếu bác nào không thích có nhạc thì trưng em này rất phù hợp. Kim trôi số nổi rồi chạy một viên pin chung thôi. Những cái dòng này thì rất ít khi lâu, rất là lâu với hết pin, cho nên là mọi người không lo về phần pin của đồng hồ. Gỗ thịt cầm cực kỳ nặng. Cái kích thước của chiếc đồng hồ này là cao 33 và ngang là 34. Mã của chiếc đồng hồ là 904. Các bác mà muốn biết thêm thông tin chi tiết về em đồng hồ này thì có thể inbox trực tiếp qua Facebook Sơn Gia Ban Hàng Nhật hoặc là truy cập web hangjaban.vn, web đồng hồ xưa.vn với mã là 904. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người các clip tiếp theo.